Cái máy mà khi sử dụng thì mình chế khoảng 2 phần 3 nước máy đổ lại. Nếu mà em chế nước nóng là máy hiểu, nóng máy tự tự tắt. Nếu mà hết nước không tự tắt luôn, đấy là máy nó sẽ có hai nút, cái nút bên tay trái là nút đèn. Nếu mà em bấm đầu tiên thì đèn sẽ tự đổ màu. Còn nếu mà em muốn thích màu gì bấm ngoài tới. Nút bên tay phải là nút hẹn giờ. Bấm đầu tiên là máy sẽ phun đúng 1 tiếng đồng hồ nó ngắt. Cái đèn nó sáng ngay 1 tiếng. Bấm một cái nữa là 3 tiếng là đèn nó chuyển sang 3 tiếng. Nó có cái số như này nè. 6 tiếng. Còn là hết nước cho máy ngắt. Ví dụ như anh hẹn 4 chế độ này đi, chế độ nào hết nước cũng ngắt hết. Còn anh bấm cái nơi tắt máy. Ví dụ như anh hẹn 6 tiếng đi mà để ít nước, sẽ ưu tiên hết nước tắt. Đúng. Hết nước là tự tắt đi. Chung là máy phun rất là khỏe. Để anh tặng thêm cái remote điều khiển nữa. Ví dụ như bấm trên đây thì bấm cái nơi tắt máy nè. Bấm đầu tiên 1 tiếng nè. Thì đầu tiên đèn tự đổ màu. Ví dụ em bấm thử mà anh chọn một màu rồi tối anh thích màu tím anh để ngủ gì đó, muốn thích màu gì cứ để nghe màu đó. Remote này là mình hỗ trợ rút nắp chân pin ra hay xài em. On off là tắt mở này. On là mở. Khi mà em mở là đèn tự đổ màu dưới nó ở ngay chế độ 1 tiếng. Còn hiện giờ em cứ bấm hoài tới 1, 3, 6. Còn continue là phun liên tục. Nếu bấm ngay continue là nó nhảy qua ngay chế độ on. Còn mid on là phun lớn nhỏ. Nó sẽ phun lớn một tí nhưng mà nó không có chênh lệch nhiều. Đèn cũng thích gì bấm hoài đó. Mình không thích thì mình cứ để Cứ, cứ bấm đầu tiên là tự đổi. Còn enter là phun ngắt quãng. Phun ngắt quãng là cái chế độ mà chút phun chút không, mà ít ai xài chế độ này, không có nhiều người vẫn xài đó. Nếu mà muốn phun chế độ liên tục lại thì bấm continue. Khi mà bấm thì mình hướng về hai cái nút này nè, cũng như em hướng ra ngoài là bấm là không dính đâu. Rồi vậy được ha. Tắt máy. Ví dụ như mà không sử dụng thời gian dài nó cứ đổ hết nước dùng khăn giấy lau khô là được.